đầu chưa? Xung quanh ghê nó ha, mấy chị đẹp lái xe là ngầu đét. Mà nhìn lại bản thân tôi là thôi rồi luôn. Mình trẻ mà mình còn thua mấy bả nữa thì cũng hơi nhục nhục. Mà mấy bả nói vậy nè, mày ngồi yên cho tao chở coi nhíp đời làm phước. Ủa là sao má kỳ vậy? Hồi ơi lóng gài coi mấy clip review xúc xích Hà Khẩu của bà là thèm nhỏ dại. Mà lúc đó chỉ có ở Hà Nội thôi. Nghe tin Cần Thơ có là phi ra liền. Nói chung là cũng ngon cũng được. Nhưng mà cũng không đến nỗi ngon quẩy cả chưởng như bà nói đâu nha. Ăn tầm 2 cây là ngán rồi. Còn bò hào sốt vô vô này mấy bà có mê không? Chứ Jen là Jen không mê nha. Cái hình thức nấu lên là cứ tè le hột me hết trơn á. Nhìn không hấp dẫn một xíu nào. Ngồi ăn là càm ràm 10 lần như một. Sao mà cái món gì mà nó tày quầy, nó bày hày quá trời à. Sao mà người ta không làm cái chảo cho nó bự lên. Rồi sao mà lót với bạn chi cho nó thét không biết. Người ta dùng chảo chống dính đi. Thì mà vậy đó, cứ từng không ăn là thèm thèm à. Jen cũng thắc mắc là người khác ăn món này có cảm nhận giống Jen không. Ăn xong thì về cũng đi gym xíu cho đỡ ấy nấy với bản thân ấy mà. Từ ngày mà đi gym á nha, Jen cảm thấy mình yêu đời hẳn luôn. Bà nào mà lười chưa có động lực đi gym á thì sắp chứ đích lên đi liền mấy bà ơi. Mặc dù dáng Jen bây giờ chưa có được chuẩn nhưng mà Jen cũng tự thích quá trời hả.